À, đây là bình mà tức là mình đã ngâm đầy trước rồi, ngâm đầy trước rồi xong là bắt đầu là cái khế nó đã ra nước, nó đã teo đi và mình đã chất vài lần sang cái lọ bên này, thì bây giờ là bắt đầu là khế lại chín mẻ mới, tức là cây lại chín mẻ mới, thế lại ngập từ cây vào xong rồi lại cho lên phía trên, tại vì là nhớ khi mà cái khế cũ ấy, khi mình ướp xong thì nó sẽ ra nước, nó ra nước thì nó teo xuống thì cái bình nó rỗng xuống, cái bình nó rỗng xuống thì trong khi đấy là quả cây thì lại chín, quả cây thì lại chín thì mình lại hái, mình lại cho lên lại ướp tiếp đấy, thì như thế là với cái cách này thì các bạn sẽ không cần là quá nhiều bình, bởi vì là khế nó không chín đồng thời, nó lúc là đây mình dùng quả chín, thường là dùng quả chín cây mà khế thì nó lại không chín đồng thời, đợt này nó chín một ít, đợt sau nó chín một ít, cho nên là cứ ngâm mà ngâm theo kiểu này thì cũng đỡ tốn tiền mua nhiều bình, đỡ chật chội nhà, thì cứ ngâm ngâm xong bắt đầu là ngâm xong bắt đầu là khi mà cái đợt đầu nó ra hết nước, bắt đầu cái miếng khế nó dẹp xuống, cái nó đang từ đầy nắp bình nhá, một rổ khế ta đùng lên nèn chặt vào thì nó đang từ đầy nắp bình, nó ra nước thì nó còn dẹp xuống một tí, nó còn dẹp xuống một tí như này, thế xong rồi bắt đầu là lại cho khế mới vào, cho khế mới chín thì lại cho vào, lại đổ đường vào, cứ như vậy rồi nó ra, bao giờ nó chín đợt mới thì lại cho tiếp vào, thế thôi. Thì theo cách này thì mình đỡ tốn nhiều lọ, tốn nhiều bình mà đỡ bị chật chội nhà cửa.